qua phần tham gia biểu diễn của tình cảm của Thanh Xuân. Xin mời Thanh Xuân cùng bước lên sân khấu được ạ? Để chúc mừng cho hạnh phúc của hai em, sau đây chị xin gửi tới hai em cùng toàn thể huân trường một ca khúc được mang tên Điều Vì Dằm Là Em, sáng tác của Quốc Nam. Xin mời tất cả quý vị các bạn cùng lắng nghe. Thank you.
dặm